Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Sơn La hiện có trên 750 hectare chanh leo, năng suất bình quân đạt 94 tạ một hectare, sản lượng trên 67.000 tấn một năm. Đến nay tỉnh Sơn La đã được cấp 4 mã số vùng trồng chanh leo, trên diện tích 66,5 hectare của Hợp tác xã Nông nghiệp Bảo Sam và Hợp tác xã Thành Đạt, xã Triềng Lương, huyện Mai Sơn đủ điều kiện xuất khẩu. Ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La đang tăng cường công tác thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng chanh leo, đặc biệt là quản lý dẹp, ruồi đục quả và tổ chức giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Liên tiếp các cảnh báo về khí hậu nóng đã được đưa ra, trong bối cảnh thế giới có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C vào cuối thế này, so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Các báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu, EU công bố hôm 6 tháng 9 cho thấy, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 vừa qua là giai đoạn ấm nhất trong gần 120.000 năm, với nhiệt độ trung bình là 16,8 độ C. Đây là mức chênh lệch nhiệt độ khá lớn so với các kỷ lục trước đó, và cao hơn mức trung bình hàng năm là 0,66 độ C. Tháng 8 năm 2023 cũng là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử và ấm hơn tất cả các tháng trước đó, ngoại trừ tháng 7 năm 2023. Thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 9, ông Nông Văn Huấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này, vừa xảy sự việc một nữ sinh bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc cùng bạn, ở sông Quàng. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16:30 ngày 6 tháng 9. Thời điểm đó, em VTN, học sinh lớp 7, chú xã Châu Thôn, cùng bạn ra sông Quàng để bắt ốc không may rơi vào vũng nước sâu dẫn đến đuối nước. Phát hiện sự việc, người bạn đi cùng về gọi mọi người ra cứu nhưng không kịp. Được biết, em N, có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa và em N, ở nhà với ông bà nội. Hiện, gia đình và chính quyền địa phương làm lễ mai táng cho nạn nhân theo phong tục bản địa. Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 9, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF công bố báo cáo nhấn mạnh số trẻ em ở khu vực Mỹ Latin và Caribe rời bỏ đất nước để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn đang ở mức cao chưa từng thấy. Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ nhiễm bệnh, thương tích và bị lạm dụng. Theo báo cáo của UNICEF, do bạo lực, cuộc sống cơ cực và thời tiết khắc nghiệt trong nước, trong năm ngoái, khoảng 40.000 trẻ em đã vượt rừng Darien đầy nguy hiểm, ngăn cách giữa Trung và Nam Mỹ. Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 40.000 trẻ em đã rời bỏ đất nước qua hành trình xuyên rừng nói trên, trong đó 600 trẻ không có người lớn đi cùng. Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này sẽ tăng cường hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á trong các lĩnh vực an toàn hàng hải và số hóa. Tuyên bố này được đưa ra tại diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Phát biểu tại diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra tại Jakarta từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Kishida cam kết Nhật Bản sẽ phát triển cùng với các nước thành viên ASEAN thông qua thúc đẩy hợp tác công nghệ. Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 9 năm 2023, chương trình 1 triệu bữa cơm có thịt được chính thức khởi động tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Măng Cành, thuộc thôn Con Chênh, xã Măng Cành, huyện Con Lông, tỉnh Kon Tum. Đây là chương trình ý nghĩa do một thương hiệu đồng hành cùng quỹ chào nghèo vùng cao, chính thức khởi động đúng ngày khai giảng năm học mới. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ dinh dưỡng cho các em ở những khu vực còn nhiều khó khăn, giúp các em đến trường đều đặn hơn, hướng tới phát triển toàn diện thể lực, tầm vóc, trí tuệ. Tổng kinh phí hỗ trợ từ thương hiệu là 10 tỷ đồng cho chương trình trong năm học 2023-2024. Thưa quý thính giả, sáng 7 tháng 9, thông tin với phóng viên báo Nhân dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp Cao Giao Thép cho biết, nhà trường vừa có quyết định về việc hỗ trợ học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo thầy Thép, quyết định này nhằm đồng hành, chia sẻ cùng gia đình thầy Trương Văn Lai trong việc chăm lo học tập, hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt quá trình học phổ thông cho hai con của thầy Trương Văn Lai là em Trương Lai Phúc và Trương Phong Lam. Em Trương Lai Phúc hiện đang là học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Bình,
xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, Trương Phong Lam, đang là học sinh lớp 5, trường tiểu học Hòa Bình. Nhà trường cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ học phí chương trình đại học cho hai em khi trúng tuyển, và nhập học vào trường đại học Đồng Tháp. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ khuyến học và quỹ đặc thù của trường đại học Đồng Tháp. Được biết, nguồn thu nhập chính của gia đình thầy Trương Văn Lai là từ lương, không đất sản xuất, không mua bán, kinh doanh. Thầy Lai có vợ và hai con đang ở nhà công vụ tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Bình. Theo ban giám hiệu trường đại học Đồng Tháp, sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của trường cùng các đoàn thể đối với sinh viên, học sinh nói chung và các hoàn cảnh đặc biệt trong ngành giáo dục nói riêng là việc làm thường xuyên và liên tục của trường đại học Đồng Tháp trong nhiều năm qua. Đây vừa là sự động viên, vừa khích lệ tinh thần, tiếp sức kịp thời, tạo động lực phấn đấu giúp sinh viên, học sinh vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, vững tin tiếp tục học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng xã hội trong tương lai. Thưa quý thính giả, các nhà khảo cổ học ở Peru đã khai quật một xác ướp niên đại 1.000 năm trước đây, tại một địa điểm khảo cổ ở thủ đô Lima của nước này. Phát biểu với báo giới ngày 6 tháng 9, trưởng nhóm khảo cổ Mirella Ganoza cho biết, xác ướp trên được phát hiện tại địa điểm khảo cổ Huaco Poblano, ở trung tâm quận Miraflores, sầm uất ở Lima, cùng một số đồ vật như bình gốm và vải dệt. Bà Ganoza cho biết đây là xác ướp một người trưởng thành có mái tóc dài, xương hàm gần như nguyên vẹn và đang trong tư thế ngồi. Theo bà, xác ướp này có thể có niên đại 1.000 năm trước đây, vào thời kỳ đầu của nền văn hóa Xma, vốn phát triển ở khu vực bờ biển miền Trung Peru ngày nay, trước khi đế chế Inca xuất hiện ở khu vực này. Trước đó, cũng tại khu di chỉ Huaco Poblano, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều xác ướp và đồ cúng tế, khiến họ tin rằng nơi đây còn nhiều hiện vật có giá trị khoa học chưa được khai quật. Phát biểu với báo giới ngày 6 tháng 9, trưởng nhóm khảo cổ Mirella Ganoza cho biết, xác ướp trên được phát hiện tại địa điểm khảo cổ Huaco Poblano, ở trung tâm quận Miraflores, sầm uất ở Lima, cùng một số đồ vật như bình gốm và vải dệt. Bà Ganoza cho biết đây là xác ướp một người trưởng thành có mái tóc dài, xương hàm gần như nguyên vẹn và đang trong tư thế ngồi. Theo bà, xác ướp này có thể có niên đại 1.000 năm trước đây, vào thời kỳ đầu của nền văn hóa Xma, vốn phát triển ở khu vực bờ biển miền Trung Peru ngày nay, trước khi đế chế Inca xuất hiện ở khu vực này. Trước đó, cũng tại khu di chỉ Huaco Poblano, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều xác ướp và đồ cúng tế, khiến họ tin rằng nơi đây còn nhiều hiện vật có giá trị khoa học chưa được khai quật. Thông tin được chia sẻ trên trang báo mới.com. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng mai. Thân mến chào tạm biệt.